cảm giác, ví dụ mà có một cái ví dụ mà bị bệnh mà khám không ra bệnh mà người lúc nào cũng ớn lạnh, có cái gì chạy chạy lên sân khấu sân sóng, rồi tay chân mình lúc nào cũng vã mồ hôi, mắt mình nó thì nó thất thần, là lúc đó là xác định đi đã có người dùng một cái chiến thuật tâm linh chơi rồi. Đúng rồi đó, nhưng mà em biết sao không? Những người người ta không bị, người ta đâu biết đâu. Người ta giống như anh nè, gặp bạn anh xong cái hả nó hỏi anh, bạn mình đó nha. Ê Kevin, tao hỏi thiệt nha, mày có chơi đập đá không? Sao Đúng mắt mày nó kỳ vậy? Mà mình nói nó không có nghe. Mình nói nó không có nói là do mà hả mày bị chết, mày không ngủ được thì hả mày đờ đẫn vậy thôi chứ ai đâu chơi bùa chơi ngải mày. Nó ủa? Trời, mà mình nói không ai tin hết á. nói chung là mình là cái người bị hại thì tụi nó nói mình đóng vai nạn nhân, còn mấy cái đứa mà hại mình á thì nó đóng vai là đấng đấng Chúa Trời, là một cái đấng mà nói gì cũng đúng hết trơn á. Đúng rồi. Nên thôi nhờ em chỉ lo tập trung sức khỏe em không có đụng vô cái ổ kiến nữa, nên em mệt quá anh cũng đừng đụng vô nữa. Nhờ mình càng đụng nó càng nổi, mình càng đụng nó càng nổi, thôi mình kệ, mình sống cuộc đời mình tốt, mình vui mình vẻ là được rồi, Đó, đừng có đụng vô. đó chính là cái mà hôm qua anh nói là anh nhắn tin cho em mà chắc chắn là em không đọc được, nên anh nói là để hả nhờ ông Minh nói giùm em nói thiệt đó, bây giờ anh nói thật nha, em hả càng ngày càng phải hả giữ sức khỏe của em là cái quan trọng, em càng ngày càng đẹp hơn, em không cần phải đi diễn sân khấu, em lên em hát em giao lưu với tất cả mọi người ở trên mạng xã hội, người ta vẫn rất là hả yêu thương em, còn những bạn khuyết tật này nọ các bạn cũng rất là yêu thương, vẫn rất là quý em. Em việc gì phải hả tự hành hạ bản thân em vậy chi, để cho tụi nó đắc ý, tụi nó cứ kích chọt em hoài, kệ nó. Thì đó, mới đầu mình cũng bị tụi nó đưa vô cái câu chuyện là bị kích đó, xong mình cũng bực quá. Tính anh em mình thì nóng tính bực lên là Ừ. mỏ hổn, chứ mình đâu có tâm hổn đâu, bực lên là mỏ hổn là hết thôi. Còn nhiều người hay cười cười nói người ta nói làm những cái thứ thấy ghê cũng chết. Thì đó, nên là anh nói em á, khi những cái người mà nóng tính á, là luôn luôn là phải chịu thiệt thòi, bởi vì á, khi mà bất kỳ một cái câu chuyện gì xảy ra ở trong cái cuộc sống này, họ luôn luôn họ thích nhìn những cái người, những cái đứa mà im lặng, những cái đứa thảo mai mới là những cái đứa mà hả anh nói thật nha, đâm nhát nào là chết nhát đó, khỏi có đỡ được luôn. Còn hả những cái đứa mà nóng tính giống như em hoặc là anh có cái gì trong bụng em nói hết ra luôn rồi, em đâu có giấu gì đâu, là người ta biết à. Xong cái tới lúc đụng chuyện tụi nó sẽ như vậy, kích nó, con này là hả kích nó là nó lên nó nói ra hết, nó sẽ nắm vô cái cớ đó nó quật cho mình hả đi luôn. Nên là hả bây giờ em là phải bình tĩnh lại, lạc quan lên, kệ mẹ tụi nó, Không, khóa bình chỉ luận từ luôn. khi em khóa bình luận là em cảm thấy câu chuyện em nhiều khi nói ngồi chán tắt vậy thôi, chứ cũng không còn tha thiết gì nữa. Nhiều đứa nó nói câu view câu like, em nói thiệt câu view câu like hen, là bây giờ hen em ví dụ cái khúc hôm bữa em quay xe nhẹ em nói là thế hôm nay em như vậy nên là em xin lỗi mọi người, là em quay trở lại showbiz em hào quang chiếu chiếu liền. Đúng rồi, rõ ràng em cần gì phải câu like, bây giờ cái tên em nó cũng là một cái tên rất hot rồi, chứ đâu phải là từ nào giờ em không hot đâu. Cho nên nói câu câu like là rất là bạo luôn. Ai vậy? Ai Ai tôi? Trương vậy? Hằng, chắc là em biết bà này, bà Hằng đi diễn cũng lâu lắm nè. Đây, Sao mà nãy giờ tôi nghe cái vụ bùa ngải á, tôi muốn lên tôi nói vài câu để coi có giúp được bà cái gì thì giúp. bà nói đi chứ tôi đang trong quá trình gỡ, mà mỗi lần tôi lên like vậy là Tôi tụi nó nói sẽ in nhẹ cho người tôi mấy cái lá, một vài lá vậy đó, mỗi lần với gỡ bà quá. nghe nha, cái bùa ngải á, không, nếu như nó là mạnh á, nếu nó mạnh á, bà có đọc kinh ngồi thiền một ngày 24 tiếng, bà có đọc kinh bao nhiêu nữa, nó chết là nó cũng chết, nếu như người ta muốn chơi bà chết. Ai toàn những người muốn chơi tôi chết thôi bà ơi, chứ nó không có chơi bình thường nữa. Nếu như nó muốn chơi cho bà chết á, là dù bà có ngồi thiền một ngày 24 tiếng, bà có đọc đủ loại kinh đi nữa, bao nhiêu loại chú đi nữa, là bà cũng sẽ chết nếu như bà không gặp một ông thầy mạnh hơn.
Thì đó, ông Cường nó ổng mạnh ổng mới bảo vệ được cái mạng tôi, chứ lúc mà tôi qua ổng là tôi yếu lắm rồi, tôi còn không thở nổi Có luôn thể mình không có biết, mình thật ra mình không có biết được là chính xác là ông Cường ông có mạnh hay không, chưa biết nha. Mình tại vì bà đang cảm thấy là bà đang khỏe hơn có thể, nhưng mà nếu như mà nó cắt luôn cái rễ trong cái người bà, có nghĩa là cái ngải đó nó mất hết luôn hoàn toàn, là chưa có biết được thật hay không. luôn. Có thể là ông Cường ông có sẽ giúp bà tới lúc bà khỏe hơn lúc đầu, tới được cái mức đó thôi. Thí dụ bà đang bị 100% đi ha, là có thể là bà khỏe được 50 thôi, còn cái 50 cuối cùng nó còn nằm trong người bà hoài luôn, bà sẽ không triệt để được nếu như bà không gặp ông thầy mạnh hơn bên kia. Bây giờ tôi Trời sợ ơi, thầy lắm bà ơi, mỗi lần mà ngày xưa tôi đi gỡ, tôi dắt đi gặp 800 ông thầy, một ông á thì bắt nhai cái lá gì màu vàng, một ạ thì bắt đập cái trứng ra xong phát cho cái bùa bình an. Ông nội ơi, tôi nói đi 7749 ông thầy thấy càng nặng hơn chứ không có giải quyết được gì hết đúng rồi đúng rồi. Thật ra mình bị bùa ngải á nó cũng là cái nghiệp của mình á, mà trơn. À, mình gặp phải những cái ông thầy mà nó không có mạnh, không có gỡ ra được hết đó, cũng kiểu là như cái nghiệp của người mình ta đó. nói mình, ê mày bị ngải đó, để tao dắt mày đi gỡ, xong rồi mình cũng ngu ngu mình đi, xong rồi tao nói dính thêm nữa, tao nói mỗi ngày gặp một ông thầy dính thêm chút Thật một chút một ra chút. bà khi mà bà bị ngại đúng không, mà bà gặp những ông thầy yếu mà nó làm cho bà mệt hơn đó, cũng là cái nghiệp của mình đó. Mình chưa gặp đúng cái ông thầy mạnh để gỡ cho mình, tới một ngày nào đó, ví dụ như tới ông ví dụ như ông bồ bà bây giờ đây không gỡ được hết cho bà đúng không, tới một ngày nào đó tự nhiên là bà sẽ gặp được một ông thầy mạnh sẽ gỡ được cho bà, tới lúc mà bà hết nghiệp đó, là gỡ được cho bà thôi. Chắc giờ này tôi cũng còn một cái nghiệp đâu còn dương vấn ở đây nên tôi Cho chưa nên được bây giờ gỡ. đúng rồi, cho nên nó hả mình bà cứ làm theo cái chuyện của ông Cường thì cũng đúng, để mình tụng kinh nhiều rồi ngồi thiền nhiều, nhưng mà nếu như mà khoảng một thời gian á mà bà thấy con người bà vẫn như vậy hoài á Có là gì bà phải follow bà nha, ví dụ một thời gian mà tôi không khỏe nổi nên tôi kiếm bà nha. ok, tôi sẽ chỉ bà chỗ đi gỡ. Tôi lên đây tôi live chơi, tôi live stream chơi TikTok vui thôi nha ông đại. Tôi Ủa, live tôi có nói gì bà đâu. vui đó nghe nè, tôi live vui vậy không á, mà tôi bị người ta chơi bùa ngải tôi đó đại, tôi gỡ hết rồi Tôi đó. cũng bị nè Hằng. Trời, bà nghe câu chuyện của tôi chưa? Trời ơi, xong rồi tôi đâu có biết đâu Hằng. Người tôi nó đã bị ngãi rồi, lại bị người ta dắt đi xăm phép. Trời ơi, má tôi nói thiệt bà, nguyên một cái năm vừa rồi luôn á Hằng, không làm được một cái gì hết. Bà Trời biết ơi, là người tôi ta bán chưa chiếc SH luôn mà, tôi bán người... chiếc SH tôi chữa bệnh tôi luôn đó. tôi lên tôi like cho vui vậy thôi, mà cái vụ mà vui sờ người ta cho quà này cho quà idol này idol kia này nói vui thôi, chứ tôi đâu phải là cái muốn like cái này đâu, lên like cho vui vậy thôi. Quan trọng cái quan công việc quan trọng của tôi là tôi bán đồ quần áo, mà xong rồi hả cạnh tranh ganh đua mà hả chơi ngải tôi, mà chơi chơi ngải là nhẹ thôi, có nghĩa là trong người tôi là cảm thấy bất ổn rồi, tôi ngủ không được, mà tôi cứ mơ thấy có một Đó cái bà là rồi rồi đúng lão y già già đó, chang luôn nè. Tôi mơ thấy nè. bà lão già già nha, mà xong rồi là có thấy rắn suốt ngày, tôi thấy mơ thấy rắn thôi, trời đất ơi, tôi thấy rắn thôi. Xong rồi cái tôi sợ quá, thì bên nhà tôi là có thầy, là xong rồi đi xuống gặp cậu, cậu nói hả không có gì hết, người ta chỉ làm cho con công việc của con không làm được thôi, có nghĩa là con buôn bán không được, con live stream không được, hoặc là những cái công việc gì mà liên quan tới ra tiền cho đến với con á là nó sẽ bị dừng lại hết đó. Thì cái bắt đầu tôi gỡ, tôi đâu có lên tôi like nữa đâu, tôi nghĩ là tôi đâu có like nữa đâu. Thật ra là bên ông thầy Hèn chi tôi ông thấy bà thì mất mất đó, tích mà luôn. cái người mà chơi tôi là bạn của tôi luôn đó nha đại. Trời ơi, những người bên cạnh Rồi. mình là những người mà cần phải coi Thôi. lại đó. Ta nói cái người bên cạnh nguy hiểm lắm. À, mấy mấy à, mình nói mấy bạn xem đang xem live á, thật ra cái bùa ngải á có người nào mà bị rồi á thì mới tin, còn người nào không bị á không tin. Ví dụ như những người nào người ta tin về Phật và tâm linh á thì người ta sẽ tin, còn những người nào mà người ta sẽ là đạo khác, người ta sẽ không tin về Phật cũng không có tin về tâm linh thì người ta sẽ không tin. Tại vì mình lúc đầu mình cũng không có tin, nhưng mà người thân của mình nó, ba của mình nó, ba ruột của mình á là người bị chơi ngải, mà ngải ngải miên luôn á, là bị, cho nên mình mới tin là có thật. Và mình là cũng là người bị người ta chơi bùa yêu luôn á. Bùa yêu có nghĩa là người ta thích mình không có thích người ta làm cái đó, cái tự nhiên mình nhìn người ta cái mình muốn ngủ với người ta luôn á đó. Là mình đã bị luôn rồi, mình đã bị mà hên nó chưa lột được tôi đó trời. Đó là tôi đã biết, tại vì nhà tôi có thầy, tôi ngủ mà không có được, người cứ nóng bực khó chịu, cái đây là có thật nha mọi người, Có người thật nhà nha, người ngủ nha. không được xong rồi cái hả
mỗi lần nhắm mắt là bị Mà ảo giác, tôi là bị muốn ảo làm giác là giật một không? muốn Mà có bị nghe giật đang ngủ mà bật dậy Ê, không? có nha, giật mình nha, rồi xong mình tự nhiên đang ngủ rất là say luôn, tự nhiên tỉnh Bật queo luôn nha, nó dậy. ớn lạnh nha, nó ớn lạnh xong mà người tỉnh queo giống như mình chưa ngủ luôn á. Ôi kể tới đây mà câu chuyện nó nổi hết da gà luôn nè. Bà tin ông Hằng, tôi mất ngủ xong ha, tôi đi rửa mặt cái tôi thấy cái tay tôi bị đứt, chảy hoặc máu là hoài vậy đó, hoặc nó bị là ảo giác á. hoặc là khi mà bà ngồi á, hoặc là bà đang nằm ngủ và bà ngồi, tự nhiên người của bà tự nhiên nó có một cái luồng ớn lạnh từ trên sống lưng xuống tới cái chân luôn. Đúng rồi, mà hồi nhỏ tới lớn là tôi hay thấy ma lắm, tôi thấy tôi không biết sao tôi hay thấy lắm. Thật ra là bà nhẹ dí, bà có Bà nam căn, em nhẹ dí. bà có căn bà nhẹ dí. Thật ra mình bà này là bà phải tịnh tâm nhiều nha bà, những người mà nhẹ dí, những người mà có căn á, mà cái tâm không có vững á, dễ bị phải Gôn không cái không tôi nói thẳng cho đừng buồn nha, dễ bị rối loạn thần kinh lắm. Thì tôi đang Tại vì bị bà biết sao không, rối là bà hay ngủ và hay mơ đúng không, bà ngủ 10 lần là mơ đủ 10 lần đúng không, loạn. lúc Không có nào lúc nào đi ngủ mà không nằm mơ, nhưng mà rồi tôi đúng rồi. khoái nằm mơ nữa. Bà phải có nhiều người người ta ngủ người ta mơ nhiều quá mà người ta không phân biệt được cái nào là mơ cái nào là thật luôn, người ta đem cái giấc mơ áp dụng vào cái đời thật luôn, có thể là tối qua người ta mơ cái giấc mơ đó mà người ta quên là người ta mơ, nhưng mà người ta nói vào giờ ơi hồi nãy tao mới, giống như người ta mơ tôi đi cà phê đi, đi qua cà phê đi, cái qua lúc người ta ngủ dậy người ta cứ người ta áp dụng vào cái đời thật luôn đó, ơi hồi nãy tao mới đi cà phê, người ta không có phân biệt được vì người ta mơ quá nhiều, người ta sẽ áp dụng vô cái đời thật và cái mơ cái thật nó lộn vô nhau, nó lộn trộn vô á, là thằng đâm ra bị khùng luôn. Hả? Vì lúc nào mình ngủ mình cũng mơ, cái đó mình nhẹ dí, cái đó là người hành căn, mấy đứa hành căn hay hay bị tưng tưng đó bà biết không, cho nên nó bà phải chậm lại suy nghĩ, chậm lại cái gì cũng, nói chung là đừng biết là cái tánh bà là tôi là cũng gần gần giống bà đó, nói cũng nhiều đó, nhưng mà phải nói chung là phải tập lại, đừng có bà chơi mạng xã hội thì nói ít lại cái vấn đề của người Thôi khác. tôi không nói nữa, giờ tôi nhắc tới cái đó tôi sợ quá, tôi treo cự trắng rồi mà, rồi tôi treo cự trắng rồi, tôi không nói tới nữa. Mình chỉ nói về sức khỏe của mình, nói về cuộc sống của mình, nói về Giờ những là người tôi thân của chỉ mình thôi. hát rồi bk vui vẻ thôi, chứ tôi không đụng tới ổ kiến nữa, tôi sợ ổ kiến lắm rồi. Đúng Bà rồi, Hằng đó, bà mình Hằng giờ nói cũng về rời cuộc sống. bỏ, bà Hằng giờ cũng rời bỏ showbiz luôn à, lâu rồi đâu có đi diễn nữa đâu nam em. Tôi đi diễn thì cái tánh của tôi hơi ngang ngang á, cho nên tôi cũng không có làm được trong showbiz được. Nhưng mà tôi lên tôi live stream này thật, mà tôi làm cho showbiz không có ai ghét tôi đâu bà, nhưng mà tới lúc mà tôi live stream có 1 2 tháng thôi mà tôi bị người ta chơi tôi bà. Trời ơi, tôi nói cái like cái này chứ vui thôi, có lòi cái tiền gì ra đâu, có bằng một gốc hả, bằng Mình một gốc hả buôn bán kinh doanh ngoài đâu. Nhưng mà bây giờ mà bà nam em mà bà đang bị vậy thôi, bà tụng, mỗi ngày bà tụng kinh bà ngồi thiền vậy nó cũng tốt đó, nhưng mà đừng có ăn thịt gà với hột gà với thịt trâu nha bà. hôm nay tôi cũng bớt bà ăn, đang bà đang bà đang giờ bà này đang tôi phải bà ăn đang bà đang gỡ gỡ cái đó đó, không? bà đang gỡ cái đó hoặc là bà đang đẩy nó ra khỏi người đó, thì bà không nên ăn thịt gà, không nên ăn thịt vịt, không nên ăn trứng gà, không nên ăn thịt trâu. Ok, để tôi tìm. Tại vì người bà đang có cái đó, bà ăn mấy cái đó vô nhiều đó là nó sẽ mạnh hơn, nó không có ra được khỏi người mà nó nằm trong người và ngoài hoài luôn á. Ok, dạo này tôi mấy bữa nay tôi cũng ăn chay rồi, không biết sao tự nhiên muốn ăn chay vậy Rồi nếu như bà muốn khỏe nữa thì một ngày bà đeo bà tụng kinh với bà niệm Phật đúng không? Rồi còn không nữa mà mua lá sông á, bà về bà xông. Mua mua lá sông mà người bị bệnh cảm người ta nấu người ta xông đó, bà mua về mà nấu ta. bà xông xong rồi trước khi Không, xông. mỗi ngày tôi cũng không, mà tôi có hẳn cái máy xông đàng hoàng tử tế Bà á. mua cái bà mua cái lá sông mà bỏ vô cái nồi bà nấu xong rồi cái bà chùm cái mền là bà xong, trong cái lúc bà xong á vừa xong xong á xong bà luộc 2 trứng hộp gà, bà lăn từ trên đầu bà lăn xuống với cái gót chân bà lăn đi, một ngày bà lăn 2 trứng, bà cứ lăn hoài vậy đi. Mỗi lần hay tôi lăn cái trứng đó, tôi gỡ cái lòng đỏ ra nó toàn mủ trong đó không, mà má Nó ơi. màu đen, nó màu đúng rồi đó, là có trong là trong người bà có lăn đến khi nào mà bà đập cái hộp gà ra mà cái chồng đỏ nó màu vàng nó không còn màu đen nữa là lần khỏe rồi đó, đỡ rồi đó. Bà Không, cứ lăn tôi mỗi ngày 2 trứng đi, bà không nên ăn hộp gà nha, bà lăn đi thì nó sẽ đỡ cho bà hơn nhiều đó. Dũng là nấu xong rồi. Bởi vậy hả, thấy thấy bà nam em hả, mấy bữa thấy tội bà, con mắt bà hả mất ngủ á, kiểu mà
bị bùa rồi là rất là cái triệu chứng đó là khó ngủ nha, mất ngủ luôn. Tôi bị nè, ôi kinh khủng luôn, hàng 2 tháng trời, mày tin không, hàng tao bán hả, tao bán xe này nọ, tao chữa bệnh luôn má, ai dẫn tao đi đâu tao cũng dẫn đó, tao cũng đi đó. Tôi vừa mới bị người ta làm cái ngải mà cho tôi làm ăn không có được. Tôi nói Ừ, bình đó đó thường đó, tôi cũng tôi bán bị đàn em nè. nha, bình thường tôi bán bikini nha, một ngày tôi bán cũng khoảng 10 đơn là ít nhất đúng không, đắt đắt là khoảng 30 đơn đúng không. Mà tin đâu mới hả, tôi lên tôi live stream tôi ngựa ngựa tôi live có 1 tháng 2 tháng thôi á, mà nó chơi tôi một cái 1 tháng tôi đéo bán được một bộ nữa luôn má. Ừ thì tôi cũng vậy nè, nguyên một cái năm vừa rồi đâu làm show được đâu, cuộc thi đang làm dang dở, cuộc thi kit đó đang làm dang dở, bà tin không, bỏ một mớ tiền mời Minh Khắc rồi Mạc Trung Kiên, cuối cùng cuộc thi đang làm dang dở đứng lại luôn má, không xin được giấy phép nữa. Thật ra mình nói để mình nói mấy mấy bạn đang xem, mấy bạn nói là thật ra có nhiều người người ta không 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 có hiểu về bùa ngải á, rồi người ta nghĩ là mình bị không ổn về thần kinh. Thật ra là giống nghĩ là cái người của nam em mà đã có căng nhẹ dí từ nhỏ rồi, là suốt ngày thấy ma với lại ngủ luôn luôn mơ, là người có căng rồi, người nhẹ dí Ừ, rồi. ở nhẹ Cái người này á, nói thiệt ra muốn khỏe thì đi tu đó, xuống tóc đi tu đó. đâu kể cho nghe, ngày xưa cô chú anh ba cô chú bác hỏi con sau này lớn lên ước mơ của con là gì, dạ con muốn đi tu. Trời ơi sao bao nhiêu nghề mày không chọn, mày chọn đi tu, không biết giờ tự nhiên thấy khổ quá muốn đi tu. Ra là Ngày xưa nói xong giờ ứng đấy, là những người mà người ta có căn á, là vốn dĩ là người ta dễ bị dựa nha, mà mỗi khi người ta bị dựa là cái người người ta thay đổi thất thường, một ngày người ta bảy thì sáu đó, cái sắc mặt. nhiều Cho nên khi mọi người xem like hay là mọi người mà không hiểu á, thì thông cảm. Nhiều khi á, nó nói ừ con này nó nói chuyện nó không bất ổn, mà nhiều khi không phải bả nói nữa, tôi nói nhiều bà, khi nhiều người ta khi dựa bả không phải bả nói, người tôi ta không biết điều khiển ai bả. nói chuyện đó, nhiều khi tôi nói chuyện mà tôi cảm giác ủa sao cái giọng nói mình nó lạ vậy ta, sao cái này không phải là mình. Nói chung là tôi dễ bị dựa lắm. Thì bà một phần là do người bà yếu nữa người ta mới dựa được, cho nên cái việc mà bà nói bà đang tụng kinh bà ăn chay với lại bà ngồi thiền nó cũng tốt cho bà đó, để người của bà khỏe hơn rồi mạnh hơn rồi thì người ta không có dựa bà nữa, không có dựa được á, mạnh hơn á. Còn cái vụ buồn ngải là không phải gỡ dễ đâu nha, nếu mà cái ngải đó mạnh đó, là bà phải gặp ông thầy mạnh hơn Không phải là nha. gỡ là dễ đâu, Trời mất một ơi, khoảng bây thời giờ gian á. cái nó là cái rễ cái gốc bự rồi, bây giờ hỏi bà nghe, bây giờ cái cây đó cái rễ bự như vậy như cổ thụ rồi, bà đi lấy thuốc diệt cỏ bà diệt chết cái cây không? Cái Bà đấy phải dùng bỏ đâu em ơi, nó bà diệt phải bà nó phải diệt dùng nó tới hả biện pháp mạnh chơi lại bên đó đó hả, để tắt bên đó không chơi mình được nữa, chứ không 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 phải là thật ra là thuyền với lại tụng kinh nó làm cho cơ thể của bà khỏe, để chi để cho những cái binh gọi là binh gia nó không dựa vào người bà được, nó không có điều khiển bà được thôi, là ok cái đó đúng. đấu pháp này, cách pháp bên kia mới Đấu Thật pháp ra bùa ngải á, nó có nhiều loại lắm, nhiều dòng nhiều loại lắm. Trời ơi, mấy cái ngải miên, ngải bùa lô bang, mà em bùa lô bang miên, giờ ngải rắn rồi mở mấy cái, trời ơi, nó có nhiều nhiều lắm. ngài nó là phương tiện thôi em ơi, chủ yếu bọn thầy nó luyện âm binh vào cái ngài đấy mới là cái vấn Thật đề. ra có như một 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 ông sư phụ đi dạy ra mấy ông thầy đi, thì trong mấy ông thầy đó có ông thầy hiền và ông thầy dữ. Ôi, Ông có thầy video à? hiền có nghĩa gì, là ông thầy hiền người ta sẽ gỡ bệnh, người ta không lấy tiền, và khi mà hết bệnh rồi thì người ta cũng không có nói cho mình biết là người nào chơi mình nữa. Còn mà ông thầy dữ là khi mà gỡ hết bệnh mình rồi là mình đang bị người ta chơi mình cay, mà ổng sẽ hỏi mình một câu em muốn chơi lại nó không, thì chơi qua chơi lại là mình là cái người chết, chứ ông thầy không không chết, đó là người ác đó. Cái người mà người ta lấy tiền mình để gỡ ngải đó là lấy tiền, còn cái ông thầy mà Trời ơi, hiền Hằng đó ơi, hả, mày tin là không người ta Hằng? không có lấy tiền. Tao không thể nào hả, tao không thể nào mà tao tưởng tượng nè, từ cái hôm mà tao đi Bangkok về nha, tao tại mày cũng biết là bữa tháng 11 vừa rồi tao có cái tuần lễ thời trang Bangkok. Từ khi mà tao bước chân về Việt Nam ha, không biết một cái thế lực nào nó xui khiến tao phải đi xăm nè má. Xăm cái hình xăm nè, mày tin không, Thật xong rồi ra hả? Tao te tua luôn, rồi cái tao gặp một người má dẫn tao xuống tuốc với Trà Vinh quê của Ngọc Trinh đó má. chùa Đi Âu xăm thì nè má, người tao giờ đầy hình xăm luôn, Dương xăm xong về bà bị Su Cà khùng Na nguyên quá một à. năm vừa rồi luôn Tôi xăm má. mấy cái đó lên người không có tốt, tại vì Thì cơ thể đó, của bởi mình vậy nó là tao không yếu nên á. dùng bùa ngải hay là dùng mấy cái nói thiệt với mọi người nha, thật ra đi 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 vào chùa hay là đi vào đâu và thầy nào người ta cho mình mấy cái dây vàng vàng hay là cái gì đeo lên người á, là nó cái này là lộc may mắn đó. Thật ra đừng bao giờ nhận mấy cái đó, tại vì mấy cái đó là người ta đều có sơn phép vào trong đó hết á,
phép may mắn rồi này nọ. Thật bà đi xăm cái phép lên, xăm cái chữ phép lên người bà là bà quá khờ luôn đó bà đại. Tại vì cơ thể của mình nó là tốt nhất, đừng có đem cái gì về âm lên người mình hết, Đây nè, kể cho nghe nè rất Hằng, là mệt. cách đây 1 năm về trước là hả, tao hỏi con Jessica, tao nói ê nó nghe nè, tôi định đi xăm cái kinh năm vòng, tại vì tao rất là sợ bị người ta chơi bùa, mà cách hồi trước là tao đã bị một bà phụ huynh chơi bùa tao rồi, xong mà tao gỡ ra. Xong cái hả, con chết nó cũng có nói như bà vậy đó, nó nói là tao khuyên mày luôn á đại, mày không nên đi xăm kinh năm vòng, bởi vì xăm cái đó mày phải kiêng kỵ, rồi nhiều khi đi làm xô tao chui ngang cái sào đồ, tao lấy đồ cho người mẫu mặc coi hả, rồi là tao bị phạm vô cái phép đó thì là tao không có xăm. Cho tới cái năm 2023 vừa rồi là tháng 11, tao có một cái lời mời qua bên Bangkok tham gia cái tuần lễ thời trang. Thì sau khi tao đi cái chuyến đi đó về, trong cái lúc mà đi á, thì tao cũng có hỏi cái anh hướng dẫn viên, rồi tao nói là anh, em tính tìm một cái chỗ nào uy tín ở bên Thái á, để em xăm cái kinh năm vòng. Cái ổng mới nói là anh khuyên em luôn, tại anh định cư ở bên này anh biết, bùa Thái nó rất là mạnh, mà hả nếu mà người em mà yếu á nha, là không những nó không có độ cho em về làm ăn mà nó còn vật em nữa. Thì cái tao cũng suy nghĩ lại, tao không có xăm. Cho tới lúc mà đi về Việt Nam má, ông ứng bà Hành gì Hằng ơi, tao đi lên TikTok, tao đi lên TikTok mẹ, cái tao thấy cái con nhỏ trên TikTok mà tao không tiện nói tên trên này, gỡ mày tin không, ổng bắt tao ăn chay, ổng bắt tao ăn chay luôn, xong chứ không thôi là hả, tao là xém vô nhà thương điên luôn á Hằng. 2 tháng trời không ngủ được, 2 tháng trời không ngủ được, cái mặt tao nó như một con nghiện luôn. Xong hả, tao đi bệnh viện nhiệt đới, tao vô khoa tâm thần tao khám, thì bác sĩ mới cho tao thuốc điều trị tâm thần phân liệt, mà tao đâu có biết đâu má, tao cứ uống hoài cái thuốc đó Ê luôn. mà Nam em ngày xưa giờ bà có bao giờ phải phải uống cái thuốc an thần để ngủ không? Có bà Ừ, Nam em bây giờ đang uống mẹ. tôi đang uống cái Seduchen nó tôi từng bị nha, cái lúc mà khoảng 7 8 năm trước, cái lúc mà tôi bắt đầu tôi biết là tôi nhẹ vía đó, tôi biết được, tôi có căng đó, tôi hành căng, tôi biết được đó là tôi không có ngủ được. Tôi sợ tôi không ngủ được mà tôi lại 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 lúc nào ngủ tôi cũng mơ thấy cái này cái kia, tôi sợ đó, tôi không ngủ được luôn. Mà xong mà tôi nói hả, tôi là tôi không có tin được tâm linh, lúc đó tôi chưa có tin mà, hiểu không? Xong mà tôi mới đi vô gặp bác sĩ mà tư vấn về tâm lý đó, tư vấn về khoa học tâm lý đó, ta nói hả về đưa thuốc ngủ tôi uống, nhưng mà tôi lú luôn bà. Ê, tôi kể câu chuyện này mắc cười lắm nè, tôi Nam bị em cười. là giờ cũng đang điều trị hả, cũng uống thuốc thuốc ngủ thuốc an thần á, nhưng mà hả bây giờ là tao cắt cái cơn đó luôn rồi Hằng, tao còn giữ cái vỉ thuốc Uống ô bê xong lăng á. á, uống xong á là nó thật ra cái thuốc đó nó làm cho cái não của mình không có suy nghĩ, thì trong khi mình là cái người đang buôn bán kinh doanh, uống vô cái mình lú luôn, mình đéo biết tính tiền sao luôn má, không biết lấy hàng sao luôn. Tôi nói sao mình cái đầu mình ngu dữ trời. Xong rồi là Đấy đấy, tôi kể cái vụ tôi bị chơi ngải heo. Tôi không biết tại sao ngày cái xưa tôi bị cái vụ mà nam em XXL đó, xong tôi ăn cái gì mà tôi có ăn đâu mà tôi mập, mà có khi một ngày tôi lên 4 kg trong khi tôi không ăn cái gì hết. Xong cái tôi mới vô bệnh viện, tôi nói bác sĩ là vô bệnh viện tâm thần, bác sĩ ơi bây giờ con ăn cái gì mà một ngày con không ăn gì, ăn một trái táo duy nhất mà lại nhảy lên cân lên 4 kg là sao? Ông nói ê, ông nói vô bệnh viện bình thường thôi, chứ ông mới nói thôi vậy thôi chuyển em lên vô bệnh viện khác là ở ở Võ Văn Kiệt á, trung tâm chạy trong trung tâm tâm thần gì đó, vô khám nó sẽ đúng hơn. Trời ơi nó không ai tin hết trơn á đó. Mà hả em tin ông Nam em, anh Đại đi vô bệnh viện nhiệt đới thì là vô khoa tâm thần, là người ta sẽ đo điện Ơi não, ơi người ta Đại, đo biết biết anh Phạm Thành không? biết biết cũng bị Thằng cũng ngại ở hả, trong nhà thương điên với sao thì ổng cũng bị hành vậy, căng rồi, ai chơi tôi ngại hay cái gì hỏi vậy, có trong phải đầu thằng Phạm cũng Thành người cũng còn mẫu cái chỗ chính đúng rồi mà. anh đúng rồi anh Cường, anh Phạm Thành người mẫu á, Cái Anh bà Phạm nó cứ Thành biết người người anh mẫu Cường đó, anh Thành trời người đất đi chứ ơi, tôi tội nghiệp chưa ổng ghê. chết Ổng đi gặp gặp ông thầy nào ông thầy đó ác dễ sợ luôn đó, đi gỡ thầy đâu, mà thằng không mà Thành nó bị điên về gần chết là do nó đi xuống Trà Vinh đấy em, chỗ không thằng á, em đi xuống Vũng Tàu Bà Rịa anh, mà gặp cái ông thầy đó, ổng nói là cho ăn không có cho cơm bên ông nhà anh Thành, mà. không cho ông Thành ngủ 10 ngày. Cái Nhưng em ổng gọi điện thoại cho em nghe, tao nói anh ơi, thí dụ mà anh nhịn đói 10 ngày thì anh còn sống nha, thế mà anh không ngủ 10 ngày là anh khùng. trời Rồi ơi cái anh biết vậy không, mà mày ông thầy không cho ông ngủ là lý do tại sao biết không? Thí dụ cho không cho ngủ 2 ngày để cho người của mình yếu nhẹ, để cho dông nó dựa vô để bắt dông, ok còn nghe được đúng không? Không ngủ 10 ngày tao nói hồi mà hồi ông thầy ông mượn cái xác của ông mà ông Thành á cho tầm lum người nhập vô để trị bệnh cho nhiều người.
Đúng rồi. Thằng ấy nó vô khổ. chạy thương điên Trời ơi, ghê vậy. Ê, Hằng, mày nhớ chị Oanh Yến không? biết Chị Hồ Hoàng Oanh Yến á, chị bị ngãi. Bây giờ hả, chị điên luôn rồi đó má. nó về Huế nó về Huế gần chết nó chị gọi Oanh Yến là có mấy đứa con đúng không? Ừ đúng rồi, chị bị hả ngãi hả. Trời ơi, mày coi cái clip mà lúc mà hả ngãi hành chỉ nha, chị cắt tóc, chị tự lấy khéo cắt tóc cắt nát cái đầu bả luôn. Xong hả mày tin không, bả quằn quại hả, bả nằm coi như bả nằm ra giữa đường luôn á, nắng chang chang rồi bả nằm ra Năm giữa em đường luôn. Trời ơi, năm mày coi cái clip đó đi, sợ lắm. em biết cái show mà của Đỗ Đỗ Mạnh Cường mà con bé người mẫu nét tốt mà ngày Lê xưa mà Thúy. Lê Thúy đúng không? Biết không? Biết Em biết Lê Thúy biết vậy mà Lê đang diễn Thúy show của Đỗ Mạnh Cường mà Lê Thúy nó xỉu ngang không? xỉu đó, bị ngãi đó. Là đi xuống thầy của tôi gỡ hết á. Vậy à. thầy ở đâu? Thầy ở cầu Ông Thình Cần Giuộc Long An á. Thầy ổng gửi là thầy đó là ngày xưa cũng gỡ bệnh cho ba của tôi đó, ba tôi bị ngãi ở dưới Bình Long Bình Phước á, ngãi miên á. Dễ hết. Ba tôi Có ngày khi xưa nào ba tôi cao 1m70 mấy mà ổng còn có 40 mấy ký thì bà nghĩ ổng còn bộ xương không? Nhà tôi bán nhà để trị bệnh luôn mà không tìm ra cái bệnh của ba tôi luôn á. Xong tới lúc mà ba tôi nằm gần chết luôn á, xong rồi cái mọi người nói ủa sao bao lâu rồi không thấy ông Mười đâu vậy? Xong rồi cái vô tình đó là gặp một cái bà đó là họ hàng với lại chồng của chị tôi á, là bên con rể á. Nói ôi bên đó bên bên nhà thằng Cường nó có ông anh để tên Cường nha. Nhà thằng Cường có ông cậu ông thầy G7 đó, ổng cũng tu ở trong chùa ra, ổng cũng giúp người gỡ bệnh mà ổng không có lấy tiền lấy bạc gì đâu. Nói hả đi xuống thử đi coi lỡ nhiều khi nó tới tới duyên nó cứu được thì cứu, không cứu được thì thôi thôi. Xong rồi cái mẹ mình nó cũng đạp lúc đó bán hết xe bắt cộ để trị bệnh cho ba mình mà. Xong rồi bà đạp thì đạp từ thằng quận 8 á, thành phố Hồ Chí Minh đường Bông Sao đó. Đạp xe đạp từ chở ba mình từ đó xuống tới cầu Ông Thình với lại Cần Giuộc Long An á, cầu Ông Thình á. Đi đường quốc lộ 50 đi xuống đó là gỡ xuống á mà biết không á là ngày đầu tiên mà ba mình xuống á là ba mình khỏe hơn 50% luôn á. Tại vì ổng nói là nếu như mà xuống trễ chút là ba mình chết, tại vì người ta thư ba mình trong cái cây gốc le đó, cây tre đó. Mà Ghê cái cây tre nó lâu lâu ngày, thí dụ như mới thư không sao đâu, ông đợi tới khoảng 4 năm 6 năm cái cây tre nó bắt đầu từ cái măng đó rồi nó lên cái cây mà nó ra bông á là ba mình chết. Ra cái trái tre là chết. vậy. Thấy ghê Mà cái cây nó ra tới hoa rồi, nó gần ra trái luôn rồi. vậy. Thì ông thầy nói là nếu mà xuống trễ chút là ba mình đi rồi. Xong mà phải đi theo thầy gỡ cả tháng trời ấy, hết luôn á, sạch luôn, không còn bị nữa. Là biết ngày xưa là ba mình ở dưới Bình Long Bình Phước. Xong rồi á là đi vô trong rừng hái măng hái le đầu này nọ, ngày xưa ở Bình Phước cũng khổ mà. Bình Long Bình Phước đó. Người ta hái măng hái le rồi nọ, xong rồi ở trong mấy cái rừng đó là có mấy người dân tộc đó, người Miên á, người dân tộc á. Đại nó bị dân rồi, người Miên người dân tộc á, xong rồi á hả. Bạn đồng thành với thằng Thông ấy nó bị Cái nhập ba nó hét ba nó em làm không sập ba em làm sập cái chòi của người Miên á, cái chòi mà nghỉ chân chậm cái chòi nghỉ chân của người Miên người dân tộc ở trong rừng trong trong rừng á. Xong rồi ổng có để quên có đôi dép thôi mà nó lấy cái đôi dép ổng không thừa ổng đó. Đó là nếu em có không có tin về về tâm tâm linh nào này nọ đâu, nhưng mà ba của mình bị rồi, mình khi mà mình lớn lên mình cũng bị nó, mình bị bùa yêu. Trời ơi, tao nói bị vô, tao nói hả lúc đầu sợ cái thằng nó lắm nha, từ lúc mình bị một cái hả nó gọi tao nói nửa đêm tao mặc mặc cái đầm ngủ cái đầu như một con điên bằng cái đầm ngủ dài, tao nói đụng đất đi ra ngoài gặp nó xém chút nó luộc mẹ. Để coi sao mai mốt đi gặp ông này không. Bây giờ bà cứ làm như lời chồng bà nói đi, bà tụng kinh với bà niệm Phật rồi bà đi xong mọi 1 2 ngày bà xong một lần. Khi bà vừa xong xong á thì bà lấy hột gà, bà luộc 2 trứng hột gà, bà lăn từ trên đỉnh đầu bà lăn xuống, bà lăn chiều xuống đó nha, bà lăn chiều ra cái gót chân á, Tôi còn lăn bị căng nữa bà ơi, tôi vừa ngã mà còn vừa căng nữa bà ơi, đúng không? cái căng á là bà tụng kinh nó sẽ tốt cho cái căng của bà. Thì đó, Bây tôi giờ cái là ngãi nghiệp á, nữ của tôi là căng. là phải 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 đợi thời gian nữa bà, coi bà bị nặng như thế nào, có triệt được gốc hay không. Nhưng mà bây giờ cái đầu tiên bây giờ là Anh bà em không được không này bây giờ đang bị nghiệp chỗ em ơi. được bà không được ăn hột gà nha, không được ăn hột gà nè, Không không được ăn gặp thịt gà, không được ăn thịt trâu, mấy cái đó bà ăn vô người bà càng bị mệt thêm nữa.
Tôi là đang bị nghiệp chỗ mà giờ nghiệp em cứ tu dùng á, cảm xạ ra em đo nghiệp em biết tu không nó chỗ á, nên là giờ phải tu nè, phải dính với ông thầy tu nè. Thì bà biết được chồng bà để coi như cái phước của bà. Em bà ơi, em mà chơi mấy thằng Thành nhé, em phải hỏi thằng Thành là anh ơi, anh Thành á, em khuyên ảnh chờ ơi, khi mỗi ngày ổng cái nửa đêm mà ổng cứ hay đấy, phạt đồ anh thì tôi kể thì cho sao cái mà vụ này không mà đi nghe chứ này. Em phải nghe thằng Thành nó kể về là thằng Thành chơi với cả thằng Thông, mà vợ thằng Thông là con Thủy ở bên là làm về sản xuất của Hòa Thổ Media. Con anh Thủy Thành nó người đi mẫu á nha, anh Phạm Thành anh người thằng mẫu á, ừ, nó bạn thằng Dương Cường đúng không? anh Phạm Thành người mẫu nha. Thằng Phạm Thành nó ở nhà anh, ăn ngủ ở nhà anh mà. Nó bạn Dương Cường nó cùng chơi mấy đội con Thủy, nó thằng nó chơi mấy thằng Thông, nên anh kể cho. Cái con Thủy ấy là vợ thằng Thông ấy, nó đi Thái, đi Miên, đi Cam, đi các nơi, sau nó bị cu man ấy, nó điên, nó loạn hết lên, nó đi chữa tầm khoảng phải rơi vào 300 ông thầy rồi. Cuối cùng đến ngày hôm nay nó về, nó tỉnh táo để nó làm sản xuất phim được, là nó qua bên nhà anh. Thực ra thì mỗi một người có một cái duyên với cái người bệnh nhân ấy mà. Chứ anh cũng không không Không, không không em thấy thật ra những người mà có căn á, mà cái phước của người ta mỏng quá đó anh, cái còn phước như của nam người em này thì bây giờ không ai trước đâu, vì thực ra cái người bỏ bùa nam em nhiều nhất bây giờ lại là người bề trên chứ không phải là người con người. Thực ra có mấy cái đứa nó bỏ bùa nam em này là có hình nhân, có ngải, có, nhưng mà bây giờ là cái người mà bỏ nhiều nhất đấy là người ta đưa, bình thường đội em nghe đến âm binh là thuộc loại cao cấp nhất trong cái vấn đề về bùa ngải, thư yểm, độc trùng hay các thứ, đấy là phương tiện để cho bọn thầy nó luyện âm binh thôi, em hiểu dạ không? anh, thầy mà mạnh mà thầy tốt á, là người ta cũng dùng bề trên để người ta Không, không làm ra có, mấy cái bùa để nó gây nói bệnh là mà bề anh. trên thôi, không có đâu. Âm Có binh, hả? anh phân tích cho đội em về âm binh và âm vong và chân linh khác nhau như này. Nếu như đội em biết đến một bộ môn khoa học về cảm xạ ấy, thì khoa học cảm xạ này nó chuyên đi tìm khảo cổ, đo sóng, Nhật hay là tất cả các nước ngoài nó dùng rất nhiều.